Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, Ta Sa xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn dòng tâm sự của một chị gái gửi đến chương trình mà theo như trong thư, chị chia sẻ. Đi ngang qua nhà chồng cũ sau 4 năm ly hôn, thấy cảnh tượng trước cửa mà tôi òa khóc. Ngày đó tôi kiên quyết ly hôn, mặc kệ lời khuyên ngăn và sự hàn gắn của gia đình hai bên, mới đó mà đã 4 năm trôi qua rồi. Để biết được dòng tâm sự có tình tiết như thế nào, bây giờ Ta Sa xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi và anh từng yêu nhau 3 năm rồi cưới. Sau đám cưới 2 tháng thì tôi mang thai, và hơn 9 tháng sau thì tôi sinh được một cô con gái đáng yêu. Tuy nhiên, từ lúc mang thai đến lúc sinh con, cho đến khi con được 2 tuổi, có lẽ vì áp lực sau sinh mà tôi luôn cảm thấy chồng mình vô tâm, luôn cảm thấy anh ấy lúc nào cũng chỉ có công công việc việc, bỏ bê cả vợ con để làm việc. Chồng tôi nói, gia đình mình hơi khó khăn, bản thân vợ phải nghỉ sanh, ông bà thì có tuổi không nhờ vả được, thì anh phải đi làm để kiếm tiền lo cho hai mẹ con chứ. Anh mà không đi làm nữa thì lấy gì mà sống đây hả em? Dù chồng giải thích nhưng tôi vẫn không nghe. Ở nhà vừa chăm con vừa làm việc nhà, thi thoảng có thời gian rảnh tôi lại lên mạng, đọc những câu chuyện mà các bà vợ khoe được chồng chăm sóc, được chồng chăm con ra sao thì tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Chồng nhà người ta cũng đi làm, chồng mình cũng đi làm, nhưng sao về đến nhà lại khác biệt lớn đến như vậy? Tôi nảy sinh sự so sánh, lúc nào cũng muốn chồng mình được như chồng người ta, muốn chồng ở bên cạnh chăm sóc để bản thân không cảm thấy cô đơn, nhưng chồng tôi vẫn vậy. Dần dần tôi trở nên chán nản. Khi con được 15 tháng, tôi gửi con đi nhà trẻ và dành thời gian để tập tành lấy lại vóc dáng như xưa. Tại đây, tôi có quen một người đàn ông giàu có. Anh ta có tiền tài, có vị thế, nhưng từng có một đời vợ, nhưng chưa có con. Anh ta nói, nếu muốn đến với anh thì phải ly dị và không được nhận quyền nuôi con, và tốt nhất là phải cắt đứt liên lạc với người cũ. Vì muốn có một cuộc sống tốt hơn, vì muốn được sống trong một căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi, thay vì căn chung cư mini chật hẹp, vì muốn được ngồi trên chiếc ô tô sáng bóng, thay vì chiếc xe máy cũ kỹ, muốn đắp lên mình những bộ quần áo và những túi xách hàng hiệu mà tôi đã đồng ý ký vào đơn ly hôn. Tất nhiên, chồng tôi không biết những chuyện này. Anh chỉ nghĩ là do tôi bị áp lực quá nên muốn ly hôn mà thôi. Anh cũng cố gắng níu kéo nhưng không thành, nên cuối cùng cũng đồng ý ký vào đơn ly hôn. Sau đó, tôi làm theo đúng lời của người mới, cắt đứt liên lạc với chồng con. Giờ nghĩ lại, tôi không biết tại sao ngày đó mình lại điên rồ và nhẫn tâm như vậy được nữa. Tôi theo người mới sống trong sự sung túc, đầy đủ, nhưng mối tình này chỉ kéo dài được 2 năm. Đúng vậy, tôi bị anh ta vứt bỏ vì hắn ta có một cô gái mới xinh đẹp hơn. Em chẳng là cái gì cả, cô ấy xinh đẹp hơn em, trẻ hơn em và cũng không phải là mẹ một con, chỉ biết răm rắp nghe lời như em. Thôi, mình dừng lại tại đây đi. Bất lực, đau đớn, nhưng chính tôi đã chọn con đường đó thì biết trách được ai bây giờ, chỉ biết trách bản thân mình mà thôi. Thời gian sau đó, tôi không yêu thêm một ai nữa. Tôi đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Giờ tôi mới thấm thía kiếm được đồng tiền khó khăn ra sao. Thời gian cứ thế trôi đi, đến giờ đã được 4 năm kể từ ngày tôi ký vào đơn ly hôn. Cũng kể từ ngày đó, tôi chưa gặp lại chồng con vì còn mặt mũi nào đâu mà gặp lại nữa chứ. Hôm nay tôi về quê, vô thức đi ngang qua nhà chồng cũ, nhìn khung cảnh trước cổng mà tôi bật khóc nức nở. Chồng cũ đã nghỉ việc ở thành phố, về quê mở một quán bánh mì ngay trước cổng nhà để được gần con, cũng tiện việc chăm sóc bố mẹ già. Anh đang đứng bán bánh mì, còn con gái tôi thì ngồi chơi một mình trong quán.
Thật sự lúc đó tôi rất muốn chạy lại ôm con và nói lời xin lỗi với chồng, nhưng tôi không đủ can đảm để làm việc đó. Tôi hối hận lắm rồi. Tôi rất muốn quay về, nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn màng. Có ai lại tha thứ cho một kẻ phản bội như tôi chứ? Dòng tâm sự thứ hai. Trách chị dâu cho mẹ ăn uống kham khổ, nào ngờ chị chuyển trả tôi 300 triệu. Tôi rất bất ngờ khi chị dâu trả lại tiền cho tôi. Do anh trai tôi học kém nên chỉ học xong hết cấp 2 thì đi làm để phụ giúp gia đình. Còn tôi thì học giỏi hơn, được bố mẹ đầu tư cho ăn học hết đại học. Lúc mới ra trường, lương của tôi thấp lắm nên tôi đã không ngừng học hỏi và thay đổi bản thân. Để rồi đến bây giờ, tôi đã trở thành trưởng phòng của một công ty. Chồng tôi cũng có thu nhập khá nên hai chúng tôi độc lập về kinh tế. Tiền ai làm ra nấy chi tiêu, mỗi tháng chúng tôi sẽ bỏ ra một khoản tiền chung để chi tiêu, nếu hết thì sẽ góp lại tiếp. Chồng tôi thường nói muốn báo hiếu cho bố mẹ thì phải báo hiếu lúc họ còn ăn được, chứ đến lúc già yếu hay mất đi rồi thì có mâm cao cổ đầy thì cũng chỉ có con cháu ăn, chứ bố mẹ có được hưởng gì đâu. Chính vì thế, tháng nào chúng tôi cũng gửi tiền về quê báo hiếu cho bố mẹ hai bên. Bố tôi thì không còn nữa, mẹ tôi đang sống với vợ chồng anh trai. Mỗi lần chuyển khoản cho chị dâu, tôi đều căn dặn chị ấy mua đồ ngon bổ dưỡng cho mẹ. Một tháng trước, mẹ tôi bệnh phải nhập viện, tôi bận không về thăm được. Cũng may mẹ tôi chỉ nằm viện 3 ngày là được về nhà tịnh dưỡng. Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi đưa chồng con về quê chơi, không muốn anh chị nghỉ việc ở nhà để làm cổ đãi khách, nên tôi không thông báo trước. Chúng tôi về đến nhà đúng lúc mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Nhìn thấy mẹ ăn uống kham khổ, tôi buồn vô cùng. Mỗi tháng tôi đưa cho chị dâu 4 triệu đồng, thế mà mâm cơm chỉ có mỗi thịt kho tàu với bát canh. Tính tôi hơi nóng, thấy gì thì nói đó nên đã than vãn. Mẹ ăn uống như thế này thì bao giờ mới lợi sức được, sao chị không mua đồ bổ dưỡng cho mẹ ăn vậy? Chị dâu vội thanh minh, bảo mẹ không chịu ăn những thứ khác, bữa nào mẹ cũng chỉ ăn cơm với thịt kho tàu và một bát canh là xong. Chị nói mua sữa, mua yến xào, mẹ không chịu ăn. Mẹ còn nói anh chị mua thì ăn hết đi, bà không ăn được những thứ đó. Buổi chiều hôm đó, bất ngờ chị dâu chuyển vào tài khoản của tôi 300 triệu. Chị bảo nhiều năm nay tôi gửi tiền về, mẹ hầu như không dùng đến. Tiền ăn hàng ngày của mẹ thì có hơn 1 triệu lương hưu là đủ, thế nên chị quyết định trả lại tôi số tiền đó. Tôi bảo nếu mẹ không tiêu tiền thì anh chị cứ giữ lấy mà dùng, trả lại tôi cũng không lấy. Dù tôi nói thế nào thì chị dâu cũng không chịu nhận lại số tiền đó. Tôi biết chị ấy đang giận, nhưng không biết phải nói sao để chị bỏ qua và chịu nhận lại tiền đây. Như vậy là Tasha vừa mới gửi đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những nhận xét, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!